Chào các bạn nhé. Ở video trước thì đang làm rửa cái giao diện thì máy nó bị trục trặc một chút, mình vừa khắc phục xong, nó bị phun ổ nên là nó đơ, là mình ngồi khắc phục mạng. Thì ở đây nhá, ở video trước thì mình mới chỉ thêm đang quay rửa đến thêm cái đoạn này. Tức là mình sẽ thêm tiếp cái mục hiển thị danh sách đánh giá ở cái phía dưới cái phần view luôn này. Đây. Hiện tại mới chỉ đổ ra có đang test, đang code giao diện đây, thì đang đổ giờ thì máy nó đơ 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 quá nên là phải tìm khắc phục quá, đang là nó full vào gì bằng một gì đây là bằng năm gì cộng cộng đây, thì mình sẽ giờ thì mình sẽ làm cái giao diện cái đấy. Cái sau này giống như thằng Thế Di Động. Ok. Ra nó chỉ là tương đối thôi nhưng nó không được hoàn toàn giống. Đây mình sẽ cho là màu là sẽ là cho 333 này. Phone West Phone này. Chắc là cho thằng nào này đi cho nó cho nó viết hoa chữ đầu thôi đấy, thì thằng này mình sẽ cho như này thì tên ok, cái tay nó như này đã mua tại, thì ở đây mình sẽ có một cái icon check class F3 check cho màu hàng này đi, mình sẽ lấy tặng cái màu này là màu gì đây nhỉ, màu xanh này, thì ở thằng này thì mình sẽ cái tài có đấy, cái đề tài màu này xem nó ra cái gì ạ, đấy ok. Tiếp theo là ở cái đánh giá này thì mình cho đánh giá rồi ok tên. Ông mình thấy như này nó hợp lý rồi đấy. Ở mỗi thằng thầy P này này thì nó đang còn hơi sát. Nó đã bị margin xuống này. Ở đây mình sẽ cho margin một tuần mà không này. Cái này ra đây ô tự nhiên lo cái thẻ đâu rồi à, đây đây mình sẽ mang cái button mà không, và ở mỗi mỗi cái item này mình sẽ mang cái top và left nó khoảng tầm 10 pixel. Đấy. Ok. Vậy là đã xong xong cái phần đánh giá. Thì ở đây mình sẽ query cái đánh giá nhé. Thì mình sẽ ở cái trang chi tiết này, mọi người vào cái controller này. Add controller front end product detail. Ở đây mình sẽ query tiếp cái đánh giá này bằng mình sẽ lấy bằng rating này que này và product ID bằng ID này test bargain 10 đấy, mình sẽ lấy 10 cái đánh giá mình sẽ lấy đánh giá mới nhất order by ID DSC ok. Đấy. Thì ở đây mình sẽ kiểm tra này.
if nếu set này, đây mình sẽ end if, ở đây mình sẽ bỏ, giờ mình sẽ bỏ for đi nhé. For x and for x. Ok. Đấy thì ở đây mình sẽ kiểm tra này. Nếu mà y bé hơn hoặc bằng này, cái rating này, number này, thì mình sẽ add cái class active. Ngược lại thôi. Ở đây là cái nội dung này. Để chọn span. Rồi à, còn tên. Cái này là cái thời gian này. Ok. Đấy mọi người thấy chưa? Để sâu ra như này thì ở đây là active thì mình sẽ có một cái class. Lúc này đây mình đặt class gì nhỉ? Đây. Mình cho nó bao vào thằng này đi để cho nó ăn được cái màu đánh giá đấy. Ok, vậy là mình đã xong à, tên sau cái tên ạ. Sau cái tên ở đây mình sẽ phải dùng brand và ship để mình show một đây xem. Trong model là tên đây mình sẽ quick vào bảng user thôi. Đây ở đây mình chỉ cần quick vào user thôi, mình lấy mọi user mà. Đấy thì ở đây mình sẽ kiểm tra xem is set nothing username, nếu mà tồn tại thằng này này. Ok thì tôi sẽ show thằng này, ngược lại thì là tôi sẽ cho nó như này. Đấy ok rồi đấy. Vậy là cái phần sâu này giá là sau nhá, còn mấy cái này phần này mình sẽ sâu sau nhá. Ok được rồi, ở video sau thì mình sẽ làm tiếp phần nào nhỉ, à, sửa lại một chút cho nó extend, à thôi mình sẽ extend lại mấy cái này luôn, mấy cái view này này, product detail này, mình sẽ extend này, còn em category này, mình phải kế thừa là foreign controller. Bây giờ để mình kế thừa những cái code chung ấy. Đấy. Thì khi mà mình sang mấy danh mục này, này nó sẽ có dữ liệu. Đấy. Đăng ký, đăng nhập. Ok. Thì ở video sau thì mình sẽ gắn hết tất cả các link này. Để mình sẽ phần ở trong admin thì nói chung là nó cũng hong hong, mà ở phía sau thì mình sẽ làm cái phần gắn lại cái link và sửa lại một cái footer.